Nám da rất đáng sợ, nám hai bên gò má càng đáng sợ hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng bộ sản phẩm trị nám nha. Đầu tiên sẽ dùng tấm N7 trong một nước nấm thân, tấm N7 trong một cân bằng pH lý tưởng cho làn da sáng khỏe. Xong N là bước làm sạch da cuối cùng trước khi bước qua dưỡng, giúp sạch sâu, xe khít lỗ chân lông, bổ sung lượng vi dưỡng chất cho da khỏe, kháng viêm, ngừa mụn, sáng trắng, chống lão hóa, săn chắc và thanh lọc da. Bước thứ hai là sử dụng serum 4.0. Trong serum chứa thành phần cây và củ gạo lên men, đặc biệt là glutathione, sẽ giúp da sáng mịn, thay đổi làn da nám sạm đi nặng nhiều. Và em nghĩ còn chiết xuất từ đầu tư lên men sẽ giúp da dưỡng ẩm từ sâu bên trong. Ngoài ra còn tăng cường hệ miễn dịch cho da. Nếu chị em muốn dưỡng da thì đừng quên kèm theo em serum tuyệt vời này nhé. Bước 3 đó chính là kem trị nám và tan nhang, sẽ rất phù hợp cho những làn da đang có vấn đề lão hóa, xỉn màu và bắt đầu có biểu hiện của những đốm đen nhẹ. Hãy sử dụng ngay nhé. Thành phần của em đó gồm tinh chất cải xoăn chiếm 71% hàm lượng trong bảng thành phần chính và vitamin C tự nhiên cao có khả năng sản xuất ra collagen chống lão hóa cho da. Cuối cùng các vitamin K trong cải xoăn sẽ giúp giảm quầng thâm dưới mắt và xe khít lỗ chân lông, giảm các nếp nhăn hiệu quả. Các nàng hãy dùng đủ các bước này để có một làn da thật là hiệu quả nha.